Xin chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đã tập trung phát triển đàn bò sữa. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi thường nhốt bò trong chuồng nền bằng xi măng hoặc là bê tông nhám, nên móng chân bò sữa bị bào mòn liên tục. Hơn nữa, nền chuồng thường xuyên bị ẩm ướt, có nhiều chỗ bị đọng nước. Đây chính là nguyên nhân khiến cho đàn bò dễ bị viêm móng. Bệnh thường xảy ra ở hai chân sau. Nếu nhẹ thì bò vẫn đi lại nhưng chậm chạp, dáng đi khập khiễng. Bệnh nặng thì bò ít đi lại và thích nằm, giảm ăn uống, nên sản lượng sữa cũng như là khả năng sinh sản giảm nhanh. Để phòng tránh bệnh này thì bà con cần chú ý, nền chuồng phải có độ dốc khoảng từ 3 cho đến 5%. Ở những chỗ nền bị lõm, đọng nước, nhất là chỗ bò đứng nên tráng xi măng, nên sử dụng đệm lót cao su hoặc là xây chuồng theo kiểu đi lại tự do, dùng cát hoặc là mùn cưa đổ vào khu vực dành cho bò nằm nhằm làm giảm bớt thời gian bò phải đứng trên nền xi măng. Bên cạnh đó, vệ sinh chuồng trại bằng các chất sát trùng hoặc là bằng vôi bột định kỳ từ 7 cho đến 10 ngày một lần. Bên cạnh đó thì bà con cần trang bị thêm hệ thống quạt trong chuồng để làm khô nhanh nền chuồng. Các trang trại lớn cần xây thêm hố ngâm chân có chứa đồng sun phát giúp sát trùng chân móng và làm cho móng bò bền chắc hơn. Bổ sung vào thức ăn của bò các loại vitamin như là biotin, B3, A, C và kẽm. Bà con cũng định kỳ hàng năm gọt móng cho bò. Quay trở lại với những thông tin thời tiết tại các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết sẽ chưa có nhiều biến động. Quá trình hội tụ vẫn là nguyên nhân gây mưa ở các tỉnh vùng núi vào thời điểm đêm và sáng sớm. Còn vào ban ngày thì trời oi nóng với mức nhiệt độ phổ biến từ 33 cho đến 35 độ. Một số nơi thuộc vùng đồng bằng còn lên đến mức 36 độ, trời khá nóng bức vào ban ngày. Thưa bà con, thời tiết tạnh giáo ít mưa ở miền Bắc sẽ còn duy trì, nên bà con nông dân tại Lào Cai có thể yên tâm thực hiện kế hoạch trồng mới 120 ha cây ăn quả ôn đới. Diện tích cây ăn quả ôn đới được trồng mới tại các huyện Bắc Hà là 60 ha, Sapa là 40 ha, Bát Sát 10 ha, Văn Bàn 10 ha. Các loại cây ăn quả trồng và cải tạo chủ yếu là lê VH6, mận tâm hoa và đào Pháp. Khi thực hiện trồng mới diện tích cây ăn quả trong năm nay thì bà con cần chú ý sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp với bón phân, sử dụng phân bón vi sinh hữu cơ và màng ni lông che phủ gốc cây, sử dụng túi bọc quả chống côn trùng và tuân thủ cách đốn tỉa chăm sóc cây đúng quy trình, thời gian để tạo sản phẩm đẹp và chất lượng cao. Tiếp tục những thông tin thời tiết tại miền Trung. Vùng thấp nóng phía Tây vẫn duy trì nên dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ duy trì nắng nóng và nhiệt độ cao trong ngày mai. Nhiệt độ ở mức là từ 35 cho đến 37 độ. Khu vực vùng núi phía Tây còn lên đến 38 cho đến 39 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì trong ngày mai, mưa rào vẫn xảy ra rải rác tại các tỉnh cực Nam Trung Bộ vào đêm và sáng. Ban ngày thì trời nắng và nền nhiệt độ tại đây tiếp tục duy trì mức từ 32 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, mưa rào và dông vẫn xảy ra diện rộng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong cơn dông, bà con cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Vào ban ngày thì trời có nắng và nhiệt độ không biến động quá nhiều, ở mức từ 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 cho đến 33 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có dông vào đêm và sáng. Ban ngày thời tiết khô ráo hơn và có nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác tại các tỉnh vùng núi, sau đó giảm mưa và có nắng vào ban ngày. Riêng tại khu vực Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại đây mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 cho đến 37 độ và độ ẩm trung bình từ 75 cho đến 80%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, phía Bắc có mưa vài nơi, ngày nắng, còn phía Nam thì sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 76 đến 81%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi lên trên 33 độ, độ ẩm trung bình từ 81 đến 86%.
Còn tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.